Quý nhân tương trợ, 6 con giáp này gặp may mắn bất ngờ vào ngày 10 tháng 1 năm 2023 âm lịch. Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Chúc quý vị đón một ngày mới nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui và tài lộc. Các bạn thân mến, bước sang mùng 10 tháng 1 âm lịch, những con giáp này sẽ nhận được thần tài chiếu mệnh, nhất là các bạn làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán. Hôm nay nếu bán hàng thì các bạn sẽ đắt hàng như tôm tươi, một vốn, bốn lời, buôn may, bán đắt. Đó là các con giáp dưới đây. Thứ nhất là tuổi Tý, thứ hai tuổi Sửu, thứ ba tuổi Dần, thứ tư tuổi Tỵ, thứ năm tuổi Dậu và cuối cùng là tuổi Hợi. Các bạn hãy cùng kiểm chứng với mình xem có đúng không nhé. Tuổi Tý, xem tử vi mùng 10 tháng 1 năm 2023 âm lịch của 12 con giáp, tuổi Tý được lục hợp nâng đỡ nên làm gì cũng thuận lợi, bản tính thông minh, nhanh nhẹn nên đánh đâu thắng đó. Đường công danh sự nghiệp rộng mở, đây là thời điểm thích hợp để tuổi này thực hiện loạt kế hoạch đã ấp ủ từ lâu. Mặt tình cảm chịu ảnh hưởng từ cục diện thổ khắc thủy nên ảm đạm hơn, có vẻ bạn đang quá tin người và dễ bị lừa trong chuyện yêu đương, bạn bè. Sống hiền lành quá đôi khi lại chính là đang tạo điều kiện cho người khác ức hiếp nhé Tý. Thiên tài chiếu vận đem đến may mắn trong đường tiền bạc, đặc biệt là những bạn muốn đặt may mắn vào trúng thưởng, xổ số. Tuy nhiên, thần tài cảnh báo tuổi Tý lộc không trường tồn, nếu ham mê phát tài nhanh thì rất dễ vỡ nợ. Sức khỏe của tuổi Tý không đáng lo ngại, song bạn có dấu hiệu lao lực do tháng này quá bận rộn với công việc và mải mê kiếm tiền. Thời điểm này bạn càng cần chú ý chăm sóc cơ thể hơn để không ngã bệnh. Tuổi Tý cũng nên chú ý giữ ấm cơ thể để phòng bệnh cảm cúm, phong hàn, gây ảnh hưởng tới công việc, sinh hoạt thường ngày. Nhất là người già và trẻ nhỏ càng cần được chăm sóc sức khỏe nhiều hơn do sức đề kháng kém. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gặp nhiều may mắn trong thời gian này, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân thân Tý Thìn của phong thủy Sa Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Sửu. Tuổi Sửu được thiên tài che chở nên thứ ba này có nhiều cơ hội kiếm tiền thuận lợi hơn hẳn người khác. Con giáp này theo nghiệp kinh doanh buôn bán, có cát tinh trợ lực nên làm ăn buôn bán phát tài, nhiều cơ hội gia tăng thu nhập. Bản mệnh cũng có thể bàn tính đến việc mở rộng quy mô trong thời điểm cát khí vượng thế này. Nhìn chung tiền bạc ào ào đổ về nhà khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Nhân cơ hội này, bạn cũng nên chuẩn bị tiếp những kế hoạch tài chính khác cho mình hoặc là tăng cường tích lũy cho tương lai. Đường tình cảm bình ổn hơn mọi ngày nhờ hai hành thổ tương hòa. Chuyện tình cảm có chút bất đồng nhưng may là hai bạn đủ chín chắn để hiểu và cùng nhau tháo gỡ những khúc mắc. Buổi tối hãy rủ mọi người trong nhà làm bữa tối cùng nhau để gắn kết tình cảm. Người độc thân có thể nhận được nhiều lời tỏ tình từ người khác phái, các mối quan hệ khá hài hòa, được nhiều người đem lòng thương mến, tăng cơ hội để bạn tìm thấy hạnh phúc. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dần. Bản mệnh hôm nay được chính quan nâng đỡ nên đường công việc trong ngày rất may mắn. Những người đang chờ đợi tin thi cử, bầu cử, xin việc hoặc xét duyệt lương sẽ có tin vui. Bạn xứng đáng có được những điều tốt đẹp vì đã cố gắng hết mình. Tài lộc có tài tinh soi rọi nên có chuyển biến tốt, chính tài dồi dào, nguồn thu nhập chính tăng, một số thu nhập ngoài luồng cũng khả quan, cần có cách quản lý tài chính chặt chẽ và khoa học hơn để tính chuyện tích lũy lâu dài. Trong tháng cận Tết, bạn cũng phải đề phòng mất trộm hoặc bị lừa đảo. Trong tháng này, sao Bách Việt chủ đào hoa mang tới cho người tuổi Dần những cơ hội cải thiện nhân duyên của mình. Thời điểm này thích hợp để người độc thân tính chuyện yêu đương, khi đi đâu cũng có người thầm thương, trộm nhớ hoặc được manh mối giới thiệu cho đối tượng ưng ý. Tình cảm của các cặp đôi đang yêu ngày càng gắn kết mặn nồng, có thể sớm ngày lên kế hoạch cho việc kết hôn. Rất có thể thời gian tới hai bạn sẽ chính thức mối quan hệ về chung một nhà. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tỵ. Xem tử vi mùng 10 tháng 1 năm 2023 âm lịch, tam hợp cục báo hiệu, người tuổi Tỵ sẽ có quý nhân giúp đỡ, nhờ đó những khó khăn và vướng mắc được giải quyết ổn thỏa. Những vấn đề trước đó bản mệnh tưởng chừng đã đi vào ngõ cụt thì nay lại có cách giải quyết.
bạn cũng lấy lại sự thảnh thơi, nhẹ nhõm. Bên cạnh đó, thiên ấn cũng giúp tuổi Tỵ có thêm sự quyết đoán khi phải đứng trước các lựa chọn trong ngày hôm nay. Bạn nhanh chóng nắm được thời cơ tốt nhất, có lợi cho mình, đặc biệt trong việc kinh doanh. Khoản lợi nhuận thu về nhiều vậy mà rủng rỉnh hơn hẳn. Là con giáp may mắn trong ngày hôm nay, xin chúc mừng tuổi Tỵ vì mặt tình cảm cực kỳ khởi sắc, nhiều tam hợp cục nâng đỡ. Người độc thân sớm tìm được đối tượng ưng ý nên chú ý tới vẻ ngoài của bạn nhiều hơn. Vợ chồng càng thêm yêu thương, gắn bó khi sắp chào đón thành viên mới trong nhà. Tài lộc tăng tiến nhờ hỏa sinh thổ, tiền bạc vào đầy hũ. Nhìn chung tình hình tài chính của bản mệnh khá lên trông thấy, chi tiêu cũng hào phóng hơn, không còn eo hẹp, khổ sở như trước. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dậu, hôm nay bản mệnh may mắn nhờ tam hợp cục trợ lực trong công việc. Tuổi này làm ăn rất công minh, ngoại giao giỏi nên khá hút khách. Lộc lá làm ăn đang về cực kỳ nhiều nên cứ từ từ mà hưởng thụ. Sống có phúc, quả là có phần. Vì vậy, bạn có thể tạo dựng được những mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Điều này rất hữu ích cho sự phát triển sự nghiệp cá nhân. Dù có tiểu nhân ganh ghét cũng không có gì phải lo lắng vì bạn hoàn toàn có đủ sức và sự khôn ngoan để vượt qua mọi sóng gió. Đường tình duyên cũng vượng sắc không kém nhờ thổ dưỡng kim, đào hoa nở rộ nên các bạn độc thân dễ tìm được hạnh phúc cho mình. Bản mệnh còn có kết nối khá tốt với mọi người xung quanh, biết tạo thêm nhiều cơ hội cho bản thân mình. Được thực thần cho lộc nên bản mệnh ngày này sẽ có lộc ăn uống, quà cáp hoặc được cho tiền bất ngờ, thu nhập tốt từ việc làm chính lẫn việc làm thêm, tiền đổ về túi của bạn nhiều hơn bao giờ hết. Thời điểm này, thể trạng của tuổi Dậu không quá lý tưởng, bản mệnh dễ có hiện tượng mệt mỏi, uể oải, làm giảm chất lượng công việc cũng như cuộc sống. Nhưng các triệu chứng khó chịu này sẽ nhanh biến mất khi bản mệnh điều chỉnh lại chế độ ăn uống, giờ giấc làm việc cũng như luyện tập thể thao. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Hợi, hôm nay bản mệnh được chính quan độ vận nên công việc cực kỳ khởi sắc. Bạn có thể đặt niềm tin vào công việc mới, thi cử, chuyển công tác. Sắp tới bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao về thành tích cũng như công sức mình bỏ ra. Quan hệ xã giao hài hòa, tình cảm tốt đẹp nhờ tam hội chiếu vận. Bạn có cơ hội gặp gỡ và làm quen với những người có thể nâng đỡ sự nghiệp cho mình. Bản mệnh cũng nhận được tin tích cực từ người thân ở xa nhắn về. Đây là ngày cực hợp tuổi Hợi. Nhưng vì thổ khắc thủy nên Hợi phải hết sức cẩn thận trong chuyện tiền bạc, tuyệt đối không được cho người khác vay mượn, mượn tiền hay ở nhờ, kẻo mất mát tiền bạc không có cách xử lý ra sao cho ổn thỏa. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 1 năm 2023 âm lịch, tức thứ ba ngày 31 tháng 1 năm 2023 dương lịch, là ngày Kỷ Sửu, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Ngày này có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày này thuộc hành hỏa, khắc hành kim, đặc biệt là tuổi Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Sửu lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và Dậu thành kim cục, xung Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn, tuyệt Mùi, kỵ tuổi Quý Mùi và Ất Mùi. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống ô dưới bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!